Chú Thanh Bạch xin gửi lời chào đến tất cả các cháu có mặt trong chương trình hôm nay. Giỏi lắm, các con giỏi lắm. Hôm nay chú Thanh Bạch xin gửi lời chào đến tất cả các cháu và đồng thời muốn giới thiệu đến các cháu một cuốn video ca nhạc do đội ca nhạc thiếu nhi thành phố và hãng phim Phương Nam giới thiệu đến tất cả quý vị các bạn và các em với chủ đề Bé khỏe, bé ngoan. Oh yeah. Chúng ta vừa nghe bài hát Liên Khúc Xuân với hai bài hát chúc Tết của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên và bài Tết Ê Tết của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Các con nào đã tham gia bài hát này vậy? À, vậy các con tự giới thiệu tên của mình đi. Dạ thưa chú, con tên là Đức Minh. Dạ thưa chú, con tên Tuấn Hải. Dạ thưa chú, con tên là Sơn Tùng. Dạ thưa chú, con tên là Đức Trung. À, giỏi quá hả con? Thưa chú, con tên là Trương Lệ Thí Linh. À, con. Con tên là Trâm Anh. À, con? Con tên là Vĩ Ngọc. Vĩ Ngọc, còn bạn nào nữa, bạn này nữa? Con tên là Anh Phương. Con tên là Phương Anh. À, bạn Anh Phương, bạn lại Phương Anh, con? Thưa chú, con tên là Thảo Linh. À, Thảo Linh. Con bạn này? Thưa cô, con tên là Hải Tường. Hải Tường. Rồi, bây giờ chú Bạch sẽ hỏi tiếp các con nữa như thế này. Các con hồi nãy chúc rất là nhiều lời chúc, rất là hay, rất là đẹp. Bây giờ chú Bạch xin thay mặt tất cả quý vị khán giả chúc các con luôn vui, khỏe, ngoan và đặc biệt học giỏi. Các con sẽ đánh vần thiệt là hay. Bạn nào biết đánh vần nhỉ? À, biết đánh vần nhiều quá vậy. Con cũng biết luôn. Rồi, bây giờ nghe chú Bạch nói. Thí dụ như chú Bạch tên Bạch thì đánh vần như thế nào, ai biết nè? Bà ách nặng bạch. Hay lắm. Nếu như bỏ dấu nặng đi thì sẽ thành chú Bạch sẽ thêm dấu quyền vào thì như thế nào? Bạc bác huyền bành. Wow. Và bây giờ thí dụ như không có dấu quyền mà tên Bạch mà là bỏ dấu hỏi thì đánh dần làm sao?
Bà dấu hỏi, nhưng mà dấu nào không biết được chứ. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Bà Ách Bạch hỏi Bạch. Và bây giờ chú Bạch sẽ giới thiệu bạn Thúy Linh sẽ hát bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện có tựa đề Em Học Vần. Xin mời. Được rồi, các con học vần rất là giỏi. Bây giờ chú Bạch muốn hỏi một câu hỏi khác. Các con có hay khóc nhè không? Dạ có. Wow, bạn nào hay khóc nhè nè? Con. Tại sao con khóc nhè? Tại vì con bị té. Con bị té, tại sao con té? Tại vì con giỡn. Hay giỡn cho nên bị té. Còn bạn này tại sao khóc nhè? Tại vì con đi cầu thang. Con nhắm mắt không à. Nhưng con bị té một cái chân bị sưng lên một cục, té đào khóc luôn. Ai biểu đi cầu thang mà còn nhắm mắt làm chi? Còn bạn này thì sao? Chị con kéo con làm con té. Dạ, chị con kéo con làm con té, cho nên con khóc nhè. Con khóc bao lâu thì con nín? 2 tiếng. 2 tiếng mới nín lận. Còn bạn nào cho biết là bao lâu thì con nín? Xin mời con. Con khóc 1 tiếng. Một tiếng, có tính giờ kỹ gì nữa? Còn bạn này? Con khóc 40 tiếng. 40 tiếng, có biết 40 tiếng là bao lâu không? Yeah. Còn con nè, tại sao con khóc nhè? Tại vì mẹ đánh con. Tại vì mẹ đánh con, mà con làm sao mới bị đánh?
Đây con quậy. Wow. Quậy là bị, quậy phá là bị đánh vãi rồi. Còn con thì tại sao con khóc nhè? Tại vì con ăn cơm chậm nên bị ba con đánh. Ăn cơm chậm cho nên bị ba đánh. Wow. Bây giờ con có ăn nhanh chưa? Rồi. Bây giờ ăn nhiều giờ rồi, bây giờ nhanh rồi. Còn con thì sao nè? Ba la con khóc. Ba la con khóc mà con làm cái gì mới bị ba la? Con phá. Con phá, quá wow, phá cũng biết. Bây giờ như thế này, chú Bạch đố các con chứ vậy khóc nhà tốt hay xấu nè? Xấu. Các con muốn biết xấu hay tốt các con như thế này. Mỗi lần khóc nhà, các con soi gương á, đứng trước tấm kiếng á, thử coi cái mặt của mình nó đẹp tới cỡ nào. Xấu quá chừng ha. Bây giờ bạn nào thử khóc nhà cho các bạn khác xem coi nè. Rồi, 2, 3 bắt đầu khóc nhà nè. 2, 3. Mặt ai cũng nhăn hết trơn. We'll be right back.
Bây giờ chú Bạch có câu đố dành cho các cháu. Đố chú Bạch đố các cháu chứ năm nay là năm gì? Ai biết nè? Năm con rồng. Hay lắm. Năm con rồng hay người ta còn gọi là năm gì nữa? Năm con rắn. Không phải, nghe thì kỹ câu hỏi nè. Năm nay là năm rồng. Năm rồng người ta còn gọi là năm gì? Năm con thìn. Năm thìn, hay lắm. Thế thì năm tới sẽ là năm con gì? Năm con heo. Wow, năm tới năm con heo. Bạn này cho chú Bạch biết năm tới là năm con gì? Năm con heo. Phải không? Năm con gì? Năm tới năm rắn. Giỏi lắm, năm con rắn. Năm con rắn người ta còn gọi là năm gì nữa nè, ai biết nè? Năm gì? Dạ, năm con thợi. Năm tỷ. À, năm tỷ. Bây giờ như vậy chú Bạch đố các con ha. Có ai ở đây tuổi rồng, có ai ở đây tuổi rắn, giơ tay lên cho chú Bạch biết. Cho. Wow. Tại vì con là con heo, tự nhiên ba con sinh ba cho con làm con rồng. Con tuổi heo, con sinh ba cho con làm tuổi rồng. Con. Con không phải là tuổi con rồng như là con rắn, mà là ngoài con tuổi con rắn, ba con tuổi con rồng. Ngoại con tuổi con rắn, ba con tuổi con rồng. Thôi được rồi, bây giờ như vậy, nhân dịp chúng ta giả từ năm thìn để bước vào năm tỵ, tất cả chúng mình sẽ chuẩn bị chơi trò chơi rồng rắn lên mây. Sẵn sàng không? Bắt đầu, vỗ tay.
Chú Bạch đố con ha, đây là con gì nè? Quá giỏi. Thế thì so giữa rùa và thỏ thì ai nhanh hơn? Có bạn nói rùa, có bạn nói thỏ. Bây giờ chúng ta xem thật sự là thỏ nhanh hơn hay rùa nhanh hơn. Ngày xưa có một chú thỏ kiêu ngạo, luôn tự hào về đôi chân khỏe và chạy nhanh như gió của mình. Một hôm chú gặp bác rùa đang khó nhọc bò lê từng bước. Bác mà đi chậm một chút nữa là bác đứng lại đây. Ồ, vội vã mà làm gì? Tao có nhiều trò để chơi, nhiều thứ để xem, tao không chậm như bác được. Này, đừng vênh váo như thế. Ta có thể đến nơi cần đến nhanh hơn cả chú nữa đấy. Nhanh hơn ta? Ha ha ha, ta không thể tin được. Vậy thì ta tổ chức cuộc đua nhé. Ha ha ha, được, cứ hẹn thời gian và địa điểm, ta sẽ có mặt. Một, cố lên, hai, cố ba, cố lên, 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 cố lên. Thỏ lao lên phía trước nhanh như chớp và chẳng mấy chốc đã mất hút ở bên kia đồi. Đám đông vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Về phía rùa, người ta không khỏi thắc mắc, làm thế nào mà bác rùa tội nghiệp dám hy vọng thắng một đối thủ chạy nhanh như thỏ. Bác rùa thận trọng bước từng bước, ung dung trên đường, mắt luôn nhìn về phía trước. Thỏ chạy rất nhanh, hết nửa đường, đột ngột chú dừng lại. Mình còn khói thời gian, ngủ một giấc vẫn còn kịp. Nói là làm liền, chú nằm thoải mái dưới gốc cây và chẳng bao lâu đã ngáy khò. Nhiều giờ trôi qua, cuối cùng người ta cũng thấy bác rùa lên đến đỉnh đồi. Bác cứ đi từng bước bình thản. Trong khi đó, thỏ ta vẫn ngủ say và mơ thấy mình đang vui đùa với những bạn bướm. Các bạn bướm tặng cho thỏ một vòng hoa thật đẹp, thật to. Thỏ tung tăng vui sướng. Chẳng may vấp té, thỏ giật mình tỉnh giấc. Tiếng reo hò của các bạn bướm trong rừng làm thỏ ta vô cùng ngạc nhiên. Ủa, sao họ không đợi mình đến đất vậy? Đúng lúc đó, thỏ trông thấy bác rùa chỉ còn cách ít có một bước. Thế là thỏ vắt chân lên cổ chạy, nhưng không kịp nữa rồi, rùa đã chạm đến. Các bạn bướm tung hô ầm ĩ. Vòng hoa chiến thắng đã thuộc về bác rùa. Thỏ ta vô cùng bàng hoàng trước những gì đã xảy ra. Bác rùa tươi cười vỗ vai thỏ nói: đi đến nơi đến chốn còn quan trọng hơn là đi nhanh đấy nhé. Các con thấy chưa? Đi đến nơi đến chốn còn quan trọng hơn là đi nhanh, đúng không nè? Bây giờ như vậy, chú Bạch mời các con sẽ cùng với chú Bạch đi ra thủ đô Hà Nội thăm một người bạn mới. Đồng ý không nè? Khoan khoan, nhưng mà mình đi bằng phương tiện gì nha? Đi bằng máy bay. Thế là ngoài đi máy bay chúng ta đi bằng cái gì nữa? Tàu thủy và gì nữa? Wow, các bạn nào thích đi xe lửa mời cùng với chú Bạch đi xe lửa. Wow. Thank you.
Chúng ta đã đến thủ đô Hà Nội, bây giờ chúng ta phải quay về Sài Gòn gấp để dự sinh nhật của bạn Anh Tuấn. Bây giờ theo các con thì mình đi bằng phương tiện gì? Xe hơi, máy bay quá à, mấy cái này tốn tiền lắm. Bây giờ không có tiền mình đi bằng gì nha? Đúng rồi, mình sẽ chạy bộ cho lẹ. Các cháu nào đồng ý chạy bộ nè. 2, 3, bắt đầu. Nhanh lên. Cố lên. Mọi người cố lên. Sinh nhật bạn Anh Tuấn được tặng quá chừng nhiều luôn. Được tặng đôi giày rất là to. Còn tặng cây kèn thiệt là bự nữa kìa. Ai da da. Bây giờ chú Bạch hỏi các con chứ, sinh nhật các con thì các con được tặng những quà gì? Đồ chơi. Và gì nữa? Dạ thưa chú siêu nhân. Tặng siêu nhân. Còn bạn này sinh nhật thì bạn được tặng gì? Con được tặng búp bê. Búp bê. Còn con? Con được tặng đồ chơi. Đồ chơi. Còn bạn bên đây cho chú Bạch biết là được tặng cái gì? Tặng món đồ chơi. Tặng món đồ chơi. Được tặng gì? Dạ con được tặng quần áo. Tặng quần áo nữa, giỏi lắm.
Bây giờ chú Bạch có một câu hỏi dành cho các con nè. À, thế thì sinh nhật của ba mẹ các con có món đồ gì để tặng cho ba mẹ? Con tặng con tặng mẹ một bộ áo. Một bộ áo. Còn con? Con tặng mẹ hoa điểm 10. Hoa điểm 10. Còn con? Con tặng cho mẹ cái đèn. Cái đèn. Còn con? Dạ, dạ con tặng cho ba mẹ một ngôi nhà. Tặng cho ba mẹ một ngôi nhà. Ngôi nhà như thế nào? Dạ, ngôi nhà bằng gỗ. À, ngôi nhà bằng gỗ. Còn con? Con tặng cho ba mẹ cái hoa. Ba mẹ cái hoa. Còn con? Con tặng cho ba mẹ hoa điểm 10. Hoa điểm 10, đúng rồi. Mình học giỏi là quà. Còn bạn này? Con tặng cho mẹ hoa hồng. Hoa hồng luôn. Chú Bạch nghĩ rằng ba mẹ sẽ rất là vui khi được các con tặng quà nhân ngày sinh nhật của mình. Đúng không nè? Thân mến, bây giờ mời các con cùng nghe câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ. Có một cô bé rất xinh sống cùng với mẹ trong một căn nhà nhỏ ở ven rừng. Cô rất thích chiếc khăn choàng màu đỏ của bà ngoại tặng, lúc nào cũng mặc trên người, nên mọi người thường gọi cô là cô bé choàng khăn đỏ.
Một hôm, mẹ đưa giỏ bánh cho Khánh Đỏ và bảo: "Con hãy mang giỏ bánh này cho bà. Bà bị ốm nhẹ và đừng la cà dọc đường con nhé. Chúc con lên đường vui vẻ." Từ mẹ con đi. Vâng lời mẹ, cô bé choàng khăn đỏ xách giỏ lên đường. Vì muốn đi nhanh nên cô bé phải băng qua một khu rừng. Cô bé không ngờ rằng có một con sói già đang chăm chú theo dõi từng bước chân của mình. Ồ, chào bạn khăn đỏ. Chào bác sói. Bạn đi đâu đấy? Tôi đi mang thức ăn cho ngoại tôi. Ồ, thức ăn ngon quá. Vậy nhà ngoại bạn ở đâu? Vừa qua ngọn đồi này là tới liền. Ờ, vậy chúc bạn lên đường bình an nha. Cảm ơn bác sói. Con sói già tinh ranh muốn ăn thịt một lúc cả hai bà cháu nên nó đã tới nhà bà ngoại trước. Cô bé không ngờ rằng con sói già đã ăn thịt bà ngoại của mình và đang đợi cô đến. Bà ơi, bà, Khanh Đỏ mang bánh tới cho bà nè. Đẩy cửa vào đi con. Cháu chào bà à. Giỏi lắm, để dỡ thức ăn lên bàn cho bà. Dạ. Lại đây, để bà hôn cháu một cái nào. Bà ơi, tay bà to quá. Tay bà to, để ôm cháu chặt hơn cháu ạ. Ồ, lỗ tay bà cũng to quá. Để nghe cháu rõ hơn, cháu yêu. Mắt bà cũng lớn quá. Để thấy cháu rõ hơn đó mà. Ừ, răng của bà sao mà to thế. Để bà ăn thịt cháu cho ngon. Con sói nuốt chửng cả cô bé vào bụng rồi lăn ra ngủ ngay dưới gốc cây to trước nhà. Rất may có bác cỡ xanh đi qua. Bác hiểu ngay sự việc gì đã xảy ra khi nhìn thấy con sói đang nằm ngủ với cái bụng to tướng. Con sói không khiếp, nó ăn thịt bà lão và cả con bé. Bác thợ xanh lấy dao mổ bụng con sói ra, lôi bà cụ và cô bé. Rất may, bà cụ và cô bé vẫn còn sống. Hai bà cháu ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Con sói này sẽ không còn hại ai được nữa. Sau này cháu không được đi qua rừng và không nói chuyện với người lạ nữa. Thưa bà, cháu xin hứa. Cháu ngoan lắm. Thank you.
Bây giờ trước khi chia tay, chúng ta sẽ có một vài lời chúc dành cho tất cả các bạn. Ai xung phong giơ tay chú Bạch biết nha. Rồi, mời con. Con chúc các bạn luôn vui vẻ và học giỏi. Vui vẻ và học giỏi. Còn bạn này? Con chúc sinh nhật. Chúc sinh nhật các bạn. À, còn bạn này? Con có chúc gì không? Bạn nam này, à bạn trai này nữa, bạn gái chúc rồi tới bạn trai nữa chứ. Dạ thưa chú Bạch, con chúc các bạn mạnh khỏe và học giỏi. Mạnh khỏe học giỏi, còn con? Thưa chú Bạch, con chúc các bạn sinh nhật vui vẻ. Tặng cho bạn một món quà, đó là một đôi giày và một chiếc bánh. Wow, sinh nhật vui vẻ, tặng một đôi giày và một chiếc bánh, còn con? Con chúc các bạn mạnh khỏe, học giỏi. Đúng rồi, học giỏi là quan trọng với mạnh khỏe. Rồi, chú Bạch mời con nè. Con chúc các bạn mau lớn. Chúc các bạn mau lớn, còn con? Con chúc các bạn thông minh, khỏe mạnh. Thông minh, khỏe mạnh, còn con? Con chúc các bạn mau lớn, học giỏi. Rồi, bây giờ như vậy, chú Bạch đề nghị như thế này. Tất cả chúng ta sẽ cùng tặng cho các bạn thêm một bài hát nữa. Các con cùng hát với chú Bạch được không? Rồi, bây giờ bắt đầu nha. Ngày họp mặt, 2, 3. Ngày họp mặt, hôm nay sao quá vui. Ngày họp mặt, hôm nay sao quá vui. Anh ơi, anh đi về đâu? Nhớ nhé, bác cho nhịp cầu. Hay lắm, các con ơi.